ông thương không? Thương nào? Thương cho showngakia.vn bán kim cương Full HD không che, có các vòng quay thử vận may các kiểu có đa điều luôn. Các bạn có thể trúng được nhiều kim cương, nhưng có một điều chắc chắn là các bạn sẽ không thể trúng được người yêu. Hãy thử tại showngakia.vn. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Hùng Akia. Nhắc khéo cho các bạn biết thôi, ngày mai là sinh nhật của mình đấy. Anh em chuẩn bị quà sinh nhật với chúc mừng sinh nhật Hùng đi nhá. Nhắc môi thế thôi, còn bây giờ trước khi vào video, nếu các bạn thấy thích đừng quên để lại cho Hùng xin một like và đăng ký nhá. Không dài dòng nữa, đi xem TikTok thôi. Tại vì thực ra hôm nay đéo biết nói gì. Thấy Hùng nhạt không? Nhạt, nhạt, nhạt. Thế mà có nhiều thằng cứ kêu bảo là em xem video anh Hùng, em bắt tâm lưng. Cái đéo gì vậy? Tôi mới chỉ nghe được cái khái niệm mẹ xem sẽ đọc hai tên bắt tùm lum thôi. Xem video Hùng Akia reaction TikTok bắt tùm lum, bắt tùm lum. Nguyên cả một chuồng toàn bị nhốt là gà mái. Sao nghe tự dưng có một con trống? Gáy nghe oai thực sự. Ôi cả trái đất này là của bố mày. Đây là cái khái niệm nó gọi là harem này các bạn. Thằng con gà trống này là thằng main ở trong cái mấy cái bộ hai ten, mấy cái bộ harem này. Đấy. Một kia là một dàn nhân vật nữ đều yêu nam chính. Tuyệt vời quá. Ôi gì tôi được như nó. Nhưng mà ý tôi là không phải là mấy con gà mái, ý tôi là mấy con gà mái thay bằng hết mấy bạn nữ anime cute. Một mí ghét hành. Cả nhà chú ý nha. Mọi thứ này, cho mình hỏi nhẹ cái thôi, là cái thao tác tay này là thao tác tay đang kéo xuống hay là thao tác tay đang nâng vậy? Tại vì nếu đây là thao tác tay đang kéo xuống thì tôi sẽ không cản và tôi cũng không cần phải hỗ trợ gì cả. Nhưng nếu như đây là thao tác tay đang đỡ, bởi vì là có một cái thứ gì đấy nó quá là nặng, nó giống như kiểu là cái người ta gọi là cái gì nhỉ, lực hấp dẫn, đúng rồi, nó đang hút một cái thứ gì đấy xuống nặng quá thì để tôi đỡ cho. Đây, cũng có hai tay lại, không khuyết tật, không gì hết, đặc biệt tay rất mềm mại mà lại vừa đủ ôm trọn được cả tâm hồn to và tròn đấy. Chồng thấy em đang cười đùa. Tính ra ông này nhìn kỹ. Cái mũ bảo hiểm bay ở nhà hàng xóm với ông ơi. Người ta duyên nhiều tiền cao to một phần hơn anh. Ôi rồi ôi chán ngủ. Ông lấy đâu ra cái trái tim? Từ. Ok, hy sinh hẳn một cái mũ bảo hiểm để quay TikTok. Thầy này là dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám ở trường của trường Bù Thủy đúng không? Chứ thầy dạy nhảy hay là thầy thể dục, cái thầy hiệu trưởng ở trường em học nhảy của thầy Bin nhét là không có thầy này. Tôi có một lời nhắn nhủ đến một bạn tên là Quốc Thái. Mà từ từ xem tiếp video đã. Quốc Thái ơi! Thái à! Thái! Tôi dừng đúng lúc rồi đấy nhá. Tôi nhắn gửi đến một bạn tên là Quốc Thái. Dành cho bạn nào chưa biết, tôi sẽ kể câu chuyện này nó hơi dài một tí. Bạn MT này, tên của bạn đấy có nghĩa là Minh Thảo, Thảo Minh ở đấy. Tên Facebook của bạn ấy là Thảo Minh, tôi đã giới thiệu về bạn này rồi đúng không? Đấy, và bạn này, bạn ấy đã gửi lời mời kết bạn Facebook với tôi. Tôi thật tình cờ khi mà tôi thấy bạn ấy gửi lời mời kết bạn, tôi đã chấp nhận lời mời kết bạn. Người yêu của bạn ấy có tên là Quốc Thái và tôi muốn nhắn gửi đến Quốc Thái một câu ngắn gọn thôi. Thái ơi, chúng ta cùng thích người yêu bạn. Bạn có thể chia sẻ người yêu bạn cho chúng tớ nào với được không? Vợ của chúng ta nhờ, Thái nhờ. Đúng là Thảo rất tốt. Khi mà nhìn thấy lòng tốt của Thảo thì nói thật với các bạn là tôi đã khóc ấy. Thật sự là nó cảm giác như kiểu là chúng ta đang xem 10 cái bộ phim điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 cùng một lúc vậy. Cảm động. Cuộc tình ta chấm dứt từ đây. Nôm na là bạn nữ khoe hai vạch, bạn nam kiểu như đéo biết gì hết, đéo phải của anh.
Còn có cả bạn nữ diễn viên quần chúng đứng đằng sau diễn vai ngồi cười để cho nó thực tế nữa chứ. 100 triệu, không sống, không người yêu, không có điện thoại, bạn có dám sống ở đây không? Sống ở đây trong bao lâu ạ? Ê, quả nhạc này bản quyền đó trời. Nhưng mà sống đây trong bao lâu à? Ma xó. À, ở đó có ma xó à? À, ma xó công nhận có thằng comment chuẩn đấy. Ma xó không đáng sợ bằng ma gaming. Sao đi học không thấy em vậy? Ủa là trai gái vậy? Ui, cùng một người hả? Đéo tin. Wow, cái này là cuộc thi chế đồ từ phế liệu này. Ngay bên cạnh có bạn mặc đồ bằng báo này. Bạn này mặc bằng túi ni lông à. Con chó. Con chó cũng vào góc vui. Con chó kiểu cho ta nhảy với. Cho ta nhảy với xe đây vui quá. Đây mới là nhà tù hình trái tim. Baby nói cho nghe, em ấy nói cho nghe những điều mà điều em muốn sau khi. Ui, ai thiết kế được ra quả áo thế? Hôm nay trôi qua là một trái tim anh những món quà. Em muốn đôi tay anh đặt ở những nơi đâu, anh đã nhắm đôi mắt từ những ngày đầu. Ai là người thiết kế quả áo đây? Chelsea T nhà thiết kế được không? Em bảo anh ấy bán cho em nhiều bộ tí, em về cho người yêu mặc. À mà quên, làm đéo. Thực ra tôi đang tính nói câu là tôi làm đéo thì có người yêu, nhưng mà thực ra là nhiều bạn biết tôi có người yêu nên tôi đéo dám xạo lờ nữa các bạn ạ. Thực ra tôi có rất nhiều người yêu đấy. Hồng Phước ấy, Minh Thảo ấy, người yêu nhận vợ của tôi hết đấy. Tôi nhiều người yêu lắm. Cái này là diễn xiếc à? À, nôm na là bé này sẽ là kiểu phụ đạo, múa phụ đạo để gọi là cái này là nôm na là ủng hộ thôi. Trời má, còn có cả vụ giả làm ngựa luôn hả? Ê, đừng bảo ông giả ngựa xong để cho. À rồi, ok. Con ngựa nó sẽ bất ngờ kiểu chứ. Vãi cả rồi, thằng kia từ một giống loài chung với mình nó tiến hóa nhanh thế. Thành mẹ luôn, loài đi hai chân luôn. Sao tao tiến hóa mãi mà tao vẫn đi bốn chân? Cú sốc đầu đời con ngựa. Tuổi 80 của ông ngoại tôi. Nếu như mà tôi có tiền sau này tầm 80 tuổi tôi cũng sẽ như này. À mà chắc đéo tôi sống đến 80 tuổi. Nhưng mà nôm na là nếu như tôi sống đến 80 tuổi mà tôi có tiền tôi sẽ như này các bạn ạ. Kiểu phải chơi chơi một tí ạ, được không? Chất chơi người rơi tí. Bạn đang tận hưởng chuyến du lịch ở Nam Mỹ. Ở Nam Mỹ. Nhưng bỗng dưng bạn nghe được âm thanh này. Cái âm thanh vừa nãy á. El Simon thực thể cao 6m. Nếu bạn nghe thấy nó ở gần thì bạn sẽ rất may mắn. Còn nếu bạn nghe thấy nó ở xa thì một lúc sau nó sẽ cho bạn đi thật xa trái đất. À, tức là nếu như mà nghe thấy nó ở xa thì một lúc sau nó cho bạn cút luôn nhỉ. Nói thật các bạn là mình méo mét biết về mấy con SCP này lắm. Còn què thì vậy. À, nôm na là ông này ông bị ảo phim Harry Potter các bạn ạ.
Bạn hãy xem video này để biết cách nghe được giọng thật của mình. Khi bạn nói chuyện với người khác thì giọng của bạn sẽ được truyền qua không khí tới tai của người đó. Còn khi bạn nói rồi nghe chính giọng nói của mình thì nó sẽ hơi khác một tí, vì lúc đó âm thanh sẽ được truyền thẳng từ trong xương sọ tới lỗ tai của mình luôn. Đúng. Bạn sẽ không bao giờ nghe được giọng nói thật của mình trừ khi bạn thu âm lại rồi nghe. Bởi vì lúc đó âm thanh sẽ từ máy thu âm đi qua không khí rồi tới lỗ tai bạn, như là cách người khác nghe bạn nói vậy. Một cách giúp bạn nghe được giọng thật của mình mà không cần phải thu âm là bạn lấy hai bàn tay của mình để ngay đằng trước cái lỗ tai của mình vậy ra và bạn nói, thì đó chính là giọng thật của mình. Thật á? Alo, anh Hùng đẹp trai với cả đá. Nói chung là anh Hùng 10 điểm đấy. Em đánh giá là anh Hùng mày đẹp trai số 2, đẹp hoa số 1 luôn. Anh Hùng 10 điểm, anh Hùng nhá. Anh Hùng cũng như thế, anh Hùng muốn chiếm dài nữa. Anh Hùng người em điều anh Hùng quá, 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 quá. Ui, nghe vẫn thế các bạn ạ, chả khác mấy đâu. Oh, một tình huống trộm trứng. Quá khứ của một phản diện với con gà. Các bạn mà xem phim nào đấy mà kiểu như ở là gà nó gà nó tiêu diệt loài người. Kiểu như là loài gà nó tiến hóa và nó vùng lên nó tiêu diệt loài người thì đây các bạn. Nguyên nhân loài gà xâm lược loài người đây. Nó đấy. Cứ xem đi nghìn lần vẫn không nhịn được cười. Có chắc không? Ok. Cũng không buồn cười lắm. Nói chung nôm na nó đuổi con chuột xong cái nó cắm đầu vào cái bồn cầu thôi. Không sao, chó ăn cứt thường xuyên mà. Phải trường hợp đấy là người cắm đầu vào bồn cầu tôi mới ngại chứ. Má khổ thân con đen mày. Tôi xem 5 lần mới nhận ra rớt trúng con vàng. Tưởng rớt trúng đầu con sáng. Ơ thật á? Đâu, từ. Rớt xuống đâu con vàng á? Trúng đầu con xám và trúng đít con vàng mà. À không, thực ra là quyền qua tai con đen đúng không? Hơi quằng. À này, chắc là đi trộm các bạn. À không phải. Trông giống anh này có chân giả lắm. Đồng đội gánh còng lưng. Đồng đội đã cố gắng lừa cả thằng thú môn rồi. Thua bằng thực lực. Oh my god. Ratatouille. Ratatouille. Nghệ cả vườn. Này, ông có thể gắp đũa ra ông thả giống mà ông có nhất thiết phải dùng cả cái con xe dây lên dây cót như vậy không? Rapper, rap god Eminem, phiên bản mèo Is That You? Vai cả nồi ạ, à, mẹ à, nói chung là đam mê làm kiểu như là một là nghiện game, hai là đam mê làm bộ đội ấy, làm kiểu lính ấy, nhưng mà cuộc đời đưa đẩy anh đi làm công nhân. Mấy xài cố lô sồn là cái con què vậy nha. Oh. Nôm na này rất là nóng nha. Wow. Nóng đến mức rung mẹ cả đít, khổ thật. Ủa sao hai ông khách hàng giống nhau vậy? À, ông thứ ba cũng giống nốt. Sao ba ông này na ná nhau hết nhở? Áp dụng công thức này ở Việt Nam là rất nhanh giàu các bạn. Nhưng mà là giàu cho mấy bác sĩ và mấy ông ở bệnh viện. Tại vì là kiểu gì thằng bán hàng cũng đấm. Trời, nó cãi nhau với con này chắc đến mai đó xong các bạn ạ. Bởi vì con này nó dài lại tiếng mà. Nó cãi nhau một hồi chắc con này cũng chán.
Ok, nôm na là một cái gì đấy kiểu rất là ảo ma chuẩn bị xảy ra. Tại vì cái này nó là hoạt hình này. À, fake một cái đường hầm. Ui, ui, vẽ 3D luôn các bạn. Nhạc bản quyền tí mong các bạn thông cảm nhá. Rồi, bây giờ nó sẽ ngồi đợi này. Mà nhưng mà nó vẽ thế là mục đích là gì nhỉ? Cho cái tàu nó bị tai nạn à? Ôi, mấy cái này đúng kiểu giống hoạt hình ngày xưa như kiểu là Nupakachi hay đợi đấy này nọ kiểu ấy. Ơ, con này con gì đây? À, nó uống nước xong nó chạy tiếp. Ok, ok. Ok. Ơ? Ơ là con này đi xuyên tường à? Nôm na là con đà điểu đấy, nó đi vào trong back room rồi các bạn ạ. Hoặc là nó là đà điểu ở Bình Dương nên nó đi xuyên tường được. Siêu đạo thích 1412 cái tô khỉ. Vãi cả nồi ạ, đẹp như tranh vẽ vậy, ảo thật đấy. Ôi, cái áo nó thật sướng kìa. Người tử tế sẽ không nhìn. Lát nữa xem lại video sau. Thảo ơi. Ôi Thảo ơi, đừng hành hạ ông nữa. Thảo có người yêu rồi mà. Thôi Thảo, thôi đừng. Đừng mà. Thảo chứ có người yêu thì không sao nhá. Thảo có người yêu rồi mà. Ơi ơi, mệt quá, đéo làm TikTok nữa, nghỉ thôi. Ơi ơi, tôi mệt mỏi quá.